Miệt Thứ, bạn có biết chuyện lúc 0 giờ ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang? Cuộc họp phòng chống dịch ở tỉnh Bắc Giang kết thúc lúc 23 giờ 40 phút. Chúng tôi theo chân bác sĩ Lâm Văn Tuấn, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang về trụ sở. Giữa đêm tối, tòa nhà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang nổi bật bởi những ánh đèn tỏa ra từ các phòng làm việc. Kém 10 phút nữa là sang ngày hôm sau, thế nhưng ở đây dường như không có giờ giấc, cũng chẳng có khái niệm ngày và đêm. Nhân viên y tế làm việc không ngơi tay phân loại mẫu bệnh phẩm từ các huyện gửi về, người nào việc ấy tập trung cao nhất để hoàn thành phần việc của chính mình. Bác sĩ Tuấn, giám đốc trung tâm, khuôn mặt bơ phờ vì suốt từ ngày có dịch đến nay không được ngủ, điện thoại liên tục gọi. Bác sĩ Tuấn thành thật nói, bây giờ các em có hỏi trung tâm có bao nhiêu nhân viên, anh cũng chẳng nhớ. Anh còn không biết hết cả mặt ai vì anh em gặp nhau lúc nào cũng trong tình trạng kín mít. Lượng công việc thì nhiều, trung tâm đã huy động hết các bộ phận từ hành chính, từ kế toán đến lái xe văn thư, mọi người một tay, ai tham gia được việc ở khâu nào thì làm ở khâu ấy. Thấy hai nhân viên y tế dáng mệt mỏi đang ngồi ở hàng ghế phía ngoài, chúng tôi ra bắt chuyện. Được biết, hai bạn đang mẫu bệnh từ trung tâm y tế huyện chuyển lên để làm xét nghiệm, nhưng vì mẫu về một lúc nhiều quá nên các anh chị em ở trung tâm vẫn chưa làm được ngay. Điều dưỡng tên Nguyễn Thị Ngân cho biết, ở trung tâm y tế huyện, chúng em thay nhau lấy mẫu, hết đêm rồi lại sang ngày quay cuồng, nhiều lúc cũng oải lắm, nhưng nghỉ ngơi tí một chút lại đứng dậy làm. Ngân nói thêm, mấy hôm nay trời nóng, mặc đồ bảo hộ kín như bưng, nước cũng không dám uống nhiều vì sợ phải đi vệ sinh. Một ngày có khi chỉ dám đi một lần, bởi đồ bảo hộ khi đã ra là phải bỏ, nên nếu làm liên tục như thế vừa mất thời gian mà lại tốn kém. Hàng nghìn mẫu xét nghiệm gửi về, Nguyên khá kín tiếng và dễ xấu hổ nên thường bị các chị em trêu đùa. Cô kỹ thuật viên ngồi cạnh nói với chúng tôi, chúng em gọi anh ấy là người không phải ngủ. Chúng em thi thoảng còn chợp mắt chứ anh ấy thì gần như thức xuyên đêm. Hôm sinh nhật con trai, nhà cách có 2 km mà anh Nguyên không về được. Sau đó chị vợ gọi điện qua FaceTime để anh dự sinh nhật. Chị ấy còn hỏi bao giờ anh mới về nhà, em nhớ anh lắm rồi đấy, con sắp quên mặt anh rồi. Cô kỹ thuật viên lại kể tiếp, chị ấy nói nghe giọng có vẻ giận dỗi vậy thôi, chứ thương và chia sẻ cho anh ấy, biết tin chồng mệt còn mua thuốc gửi ở cổng cho chồng. Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng câu chuyện của Nguyên vẫn còn chưa hết lôi cuốn. Được biết, năm nay gia đình Nguyên có kế hoạch xây nhà nên đã phá nhà cũ, thế mà nhà vừa phá xong thì Covid ập đến nên chưa biết lúc nào sẽ xây. Nguyên nói, nhà em phá xong rồi, nhưng em thì ở trong cơ quan suốt, mà dịch như thế này không biết thế nào nên cứ chờ thôi. Tạm biệt Nguyên và các anh chị em, chúng tôi bước sang nơi đặt phòng xét nghiệm COVID-19. Qua tấm cửa kính, các cán bộ y tế của trung tâm trong bộ đồ bảo hộ kín mít nhìn thấy chúng tôi cũng chỉ kịp đưa ánh mắt và gật đầu chào. Câu nói của các cô gái ở trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về người không cần ngủ có lẽ không chỉ nói về Nguyên mà hầu hết họ. Những ngày này cũng không có một giấc ngủ trọn vẹn, bởi trung tâm hoạt động 24/24, họ miệt mài tận dụng thời gian, chắc chiêu từng giờ từng phút để thực hiện nhiệm vụ. Bác sĩ Tuấn cho biết, ở đây anh em chia thành các ca để làm việc và mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng thực tế, dù hết ca trực thì anh chị em vẫn ở lại hỗ trợ nhau thực hiện xét nghiệm và làm nhiều công việc bếp núc khác. Có người tan ca từ sớm nhưng phải đến 1 giờ đêm mới về nhà và hôm sau lại đến sớm. Và chúng tôi cũng không có thời gian để nói chuyện nhiều với các nhân viên y tế, bởi người nào việc nấy, ai ai cũng tập trung vào công việc đếm mẫu, chia mẫu, nhập mẫu và chắc chắn sẽ còn nhiều câu chuyện trong mùa dịch về họ. Ngoài cổng lại có mấy chuyến xe cấp cứu hướng về phía trung tâm, xe thì lấy mẫu mang đi để xét nghiệm nơi khác, xe thì mang mẫu về để tập hợp mã hóa và phân loại. Những chiếc xe đến rồi đi vội vã lao vào màn đêm đặc quánh, để lại nơi đây bóng áo trắng, áo xanh lặng lẽ âm thầm.